Tiếp theo là phần chánh văn. Kẻ hiền đức sau này được hưởng phép thần linh của Đức Di Đà, lại được thêm thoát khỏi ta bà, khỏi luân chuyển trong vòng lục đạo. Đức Diêm Chúa yêu người hiền thảo, trong những ai biết niềm Di Đà, lại được gần bể Ngọc Long xa, coi chư quốc tranh giành châu bao. Trai nhỏ tuổi kinh thành trưởng ơi lão, gái bé thơ biết trọng tuổi già, ráng tình lòng ta, thì được thấy Phật tiên thần thánh. Chú thích: phép thần linh là pháp thần thông linh diệu. Nhà tu Phật khi trừ diệt sáu căn, không còn ô nhiễm sáu trần, thì chứng đắc A-la-hán, có đủ sáu phép thần thông: nhân căn trần thanh tịnh, nhi đắc lục thông thị hiện giả giả. Còn khi chứng lên bậc Bồ Tát và Như Lai thì pháp thần thông càng cao diệu hơn. Ta bà cũng đọc là Sa bà, phạn ngữ là Sa ha, dịch nghĩa là kham nhẫn, đại nhẫn. Bởi chúng sanh ở cõi này kham chịu mọi điều thống khổ, tức là cõi chúng ta đang ở. Kinh Bi Hoa có nói: dân hà danh ta bà, thị như chúng sanh nhẫn thọ tam độc, cập chư phiền não cố danh nhẫn độ. Thế nào gọi là ta bà? Bởi thế giới này chúng sanh mắc phải ba điều độc hại: tham, sân, si và các điều phiền não mà không hề chán mỏi, nên gọi là cõi kham nhẫn. Cổ đức đã bảo: ta bà khổ, ta bà khổ, ta bà chi khổ thùy năng sổ. Nay Đức Quỳnh Giáo Chủ cũng luận giải ý nghĩa ấy trong hai câu giảng: ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người xét cho tột chỗ. Lại nữa, trong Hoa Tạng Trang Nghiêm có 20 tầng thế giới, mỗi thế giới là một cõi Phật, mà cõi ta bà ở về tầng thứ 13, gồm có nhiều thế giới nhỏ, có ba cõi: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Có bốn châu: Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Quá Châu, Nam Thiệm Bộ Châu và Bắc Cu Lư Châu. Và có một núi Tu Di, một mặt nhật và một mặt nguyệt. Luân chuyển, luân hồi chuyển kiếp, ý nói chúng sanh ở kiếp này, nơi này chết đi, rồi đầu sanh qua kiếp khác, nơi khác. Cứ thế mà lăn lộn xoay dần mãi trong ba cõi sáu đường, không thoát ra được. Kinh Lăng Nghiêm Phật bảo: nhất thiết chúng sanh từ vô thủy dĩ lai, tánh tịnh minh thể, dụng chư vọng tưởng, thể tưởng bất chơn, cố hữu luân chuyển. Nghĩa là tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay, sống chết trôi lăn đều do chỗ chẳng tỏ được cái chân tâm thường trụ, thể tánh trong sạch, cứ dùng lầm theo vọng tưởng, nên mới thành cái nghiệp sanh tử xoay dần mãi mãi. Trong Khuyến Thiện quyển 5, Đức Thầy có nói: chuyện luân trong mơ
Lục đạo là sáu đường luân hồi, gồm có: một, thiên đạo cõi trời; hai, nhân đạo cõi người; ba, Atula đạo cõi thần; bốn, súc sanh đạo loài thú; năm, ngạ quỷ đạo cảnh giới ngạ quỷ; sáu, địa ngục đạo cảnh giới địa ngục. Trong Tịnh Thế Ngộ Chơn có câu: lục đạo luân hồi vạn kiếp trầm, tử tế tư lương sanh tử khổ. Nghĩa là sáu đường lăn lộn nhiều muôn kiếp, phải ráng lo lường tránh chỗ nguy. Đức Thầy cũng bảo: gây ra lắm nợ phong trần, luân hồi sáu nẻo khôn lần bước ra. Diêm Chúa, cũng gọi là Diêm Vương hay Diêm Ma Pháp Vương, có nghĩa vua cõi thiên ma, tức cõi âm, cõi địa ngục. Bởi Ngài thường khuyến khích kẻ làm lành, trừng trị kẻ tà ác, cho nên có danh xưng là Pháp Vương, cũng có tên là Bình Đẳng Vương, vì Ngài luôn lấy lòng bình đẳng, công bằng mà xử trị kẻ tội nhân, không hề tư vị một ai. Đức Thầy từng cho biết: ngục môn đầy quỷ vô thường, dắt hồn kẻ bạo Diêm Vương luật trừng. Long xa, xe rồng, tức xe của vua đi. Chư quốc, cũng đọc là vạn quốc hay chư bang, tức chỉ chung cho các nước khắp trong thế giới. Đức Thầy có câu: trong ngày chư quốc, chư hầu tĩnh tâm. Châu báu, ngọc ngà, vàng bạc kim cương, vân vân. Kính thành, tôn kính lễ độ và thành thật. Trưởng lão, bậc già cả tuổi tác, các cụ bố lão, đó là người đời. Còn trong đạo thì chữ trưởng lão chỉ cho bậc tu hành giới hạnh tinh nghiêm, trí đức cao khiết. Lòng tà, nghĩa của chữ tà tâm, tức lòng tà dại, lòng nghĩ tưởng việc sằng xiên tà khúc, mơ tính dục lạc. Đức Thầy có câu: dình giới cấm sửa tâm ô tạp, niệm Phật thì phải dẹp lòng ta. Lược giải từ câu 181 tới câu 192. Đoạn này ý nói những người hiền lương đức hạnh, sau này được Đức Phật A Di Đà dùng phép thần diệu cứu thoát mọi thống khổ nơi cõi ta bà, và tiếp dẫn linh hồn giảng sanh về cực lạc, hưởng quả an vui, chẳng còn bị luân hồi trong sáu nẻo. Đức Diêm Chúa lúc nào cũng kính yêu những kẻ biết ăn ở hiền từ, hiếu thảo và chuyên niệm lục tự Di Đà. Các người ấy sau này chẳng những chầu mừng Đức Thánh Vương, mà còn đặng xem cảnh vạn quốc giật giành châu báu tại miền Thất Sơn, như Đức Thầy hằng khuyên: hãy mau khuya sớm chuyên cần, đặng xem chữ quốc non tầng dành chiến. Hoặc là: phong trần dài vàng gió sương, chư bang ham bao hùng cường đua tranh, còn một cuộc chiếu manh giành xé khắp hoàng cầu, ở rẽ một nơi
dòm xem châu ngọc chiều mới. Sao đời không sớm mi tắt tư rời cõi mê. Đức Thầy cũng từng khuyến dạy trong hàng thiếu niên nam nữ, từ đây đối với bậc già cả tuổi tác phải biết trọng lễ phép và sớm thức tỉnh tu hành, diệt trừ lòng tà quấy, hầu sau này kiến diện bậc Phật tiên thần thánh. Bởi lúc ấy sẽ có Phật thánh tiên đông độ lướt sang, miền nam địa phân chia đẳng cấp.